Chào cả nhà đã đến với kênh Nguyễn Văn Phục 1990 Vlog cả nhà nhé. Em chào cả nhà ha. Chào cả nhà, chúc cả nhà mình một ngày mới vui khỏe, an lành, hạnh phúc, thành công trong mọi công việc cả nhà. Sáng em đi ra vườn khổ qua cái kiếm cô qua vô làm đồ ăn cơm cả nhà. Ngày buổi sáng. Ồ sáng sớm. Sáng sớm mình những nhìn hoa. Còn mấy trái xài mà. Còn mấy trái xài mà chưa thấy. Con đeo lúng lắng trái vậy nó khổ quá bầu mình ăn hết bây giờ tới khổ quá khổ quá đắng khổ quá đều nè. Qua này là cuối mùa rồi. Qua này nè. Hay luôn nha. Vừa rồi chắc là món. Ủa qua. Ủa trái này không có đít luôn rồi. Ở nhà có hộp dịch. Chứ mình để vô mình làm có qua xà hộp dịch. Đây. Trái này đi. Dây kiếm người còn em nào đó không? Ôi, cái này nó còn nhỏ nè. Còn nhỏ này nó mới ra sao thì nó bé lộn của người ta trái đó luôn chứ bự không bẻ đâu. Đúng rồi. Ôi, trái gì ăn trong đường. Trái gì nè. Cái này nó sâu nữa nè. Nó bị sâu khúc nữa. Nhà thấy trái này ngon nè. Để bữa khác ăn. Mấy trái này. Quà gì mà trắng nõn. Ồ, có mấy dây mà cũng được quá đó. Xíu mà chắp té. Té lưỡi răng này. Còn mấy trái này vô cả nhà. Trái này vô làm người cơm rồi. Sáng có một mình. Giờ cả nhà coi cái bông bí nè. Bông đó bông đực á. Bí gợ. Này nó bông bầu nè. Sáng làm hai món cả nhà. Cô này là con cá vô. Cá vô này nó nhỏ. Cá nhỏ. Chiên khúc con cá bự, cá giò kho khóm,
Cái dầu kho chay cơm. Khổ qua. Khổ qua xào hột vịt đi. Hột vịt bỏ trong tủ rồi. À, vậy cả nhà. Thôi. Em lấy hai cái hột vịt thì em quay luôn. À, cho nó đẹp cả nhà. Vậy ha. Dạ, sáng con mình nên em làm gì đi. Ăn gì là xịn soạn rồi đó. Ngon. Vô bếp rồi nha. Để thổi xong cái mình cho cơm vô rồi. Ngon ha. Cá này nó bự. Cá này cá bự mà không hết cái gì chừa chừa cái bỏ vô cái lạnh nó. Có cái đâu. Mẹ cầm cái cát ra là có ăn. Mình coi lạc lạc mình cho nước mặn với chết thôi. Cho nó có màu hơi là được. Kho khóm thì có nước màu nhiều quá nó không còn chỉ khóm nữa. Chứ được rồi. Chứ được rồi. Kho lạc lạc. Trời ơi, cho mắm mà cho nước mắm bỏ thẳng à. Bỏ cái đường. Cho hai lát ớt vô cho nó dễ ăn. Ếch cây. Mở gì đấy chạy nước mắm để vô. Mình chở nó lại. Cái nước ở tết này nó ra nó kẹo kẹo rồi nó nước khóm này nó ra nó ngon này lần đầu tiên kho cả nhà không biết có ngon không nè. Thấy giờ hết biết làm gì ăn sẵn có chén khóm cái có cá thì làm luôn chứ không biết làm gì không lẽ nấu canh chua hoài ăn biết rồi canh chua biết nữa.
xôi, xôi này ngon. Xào có qua, xào có qua cả nhà. Mình nên kho xong bây giờ mình tới xào thôi. Mình đổi. Mình cho hồi nó e xuống rồi. Mới trái một cái nhiều quá nè. Này nãy bỏ không được để luôn. Để mình thấy có trọng luôn cho nó mát. Đem miếng rồi. Để thêm nước mắm nha. Khỏi bỏ đường, khỏi bỏ muối nha. Cho nước mắm được rồi. Nước mắm nha, với đường phù hợp. Cho tí bột ngọt vô. Tèo xuống từ từ rồi. Nè, đừng kéo quá. Xôi, nó xôi, bự lên cái mang kính. Cho dịch vô. Dịch ở giữa. Nhà hết hành này phải có hành bỏ vô đúng không? Này nắng quá trồng hành hết được rồi. Cái này chắc không có hành. Cho tí tiêu cho cải cài. Cho tiêu cho mình nhiều nhiều vô. Tiêu nhiều vô thơm. Đó. Rồi ăn cơm rồi đây. Ăn ngon luôn. Cơm cả nhà. Cơm cả nhà ha. Cơm sáng luôn. Cá cá giò kho khóm, khổ qua xào vịt. Nước cá nhẹ nước cam. Trời nắng đổ mồ hôi luôn. Cơm ở nhà ha. Nay bà xã mà đưa tụi nhỏ đi học rồi cả nhà ơi. Không này ra ăn có một bệnh.
dụ quả gấm. Trắng này mà mấy trắng này mình được đổ mồ hôi luôn. Qua này nãy xào cô khô á, không có cái gì khác khác à. Nhưng mà xong ngon. Kem trời nắng này bán kem là nghe bon luôn. Làm hết dĩa này luôn cả nhà. Tại bữa nay bà xã em đi đi học á, không có về nhà. Đi học tới buổi chiều á. Buổi chiều mới về luôn. Không có về nhà. Có nghĩa là sáng đem cơm đi ngoài ăn rồi ở tới chiều luôn. Trời quá trời nắng. Thấy mấy tụi nhỏ đi ra vô cực khổ quá. Trời nắng đi cũng xịt khó luôn. Mà sáng đi sáng 7 giờ đi rồi cái đầu 11 giờ về tới đây nữa rồi. Về tới đây nằm được có một tiếng đồ ăn uống này kia thì 1 giờ là phải đi nữa rồi. Ở ngoài luôn. Cá này ăn hết thì chiều ăn tiếp. Còn cái này ăn hết luôn. Ăn hết luôn nha. Cái chiều nó không ngon. Ăn cơm luôn. Giòn giòn. Ăn mà mồ hôi nó chảy ròng ròng. Bánh được.
có quạt gió ở trên này mình làm miếng quạt. Tại mình quạt cái đồ ăn nó nguội không ngon. Mình để nóng ăn ngon hơn. Mình ăn cơm mà mình quạt cái nó nguội. Rồi. Có thịt nó béo. Cái này chiều kiếm gì nó nấu canh. Cái này kho kiếm được món canh. Hứng hứng chưa ăn hết luôn cũng chừng. Chịu ăn hết trơn. Ăn nhiều quá chịu phí luôn. Chịu không có ăn uống. Chịu nhịn. Ăn món. Khổ qua này mình xào á, cả nhà mà có ở nhà mà mình xào dịch mà có trẻ em á, trẻ em nó không ăn đắng được phải không? Có lúc ở nhà xào phải không? Mình bỏ cho đường nhiều một tí, mình bỏ đường dưỡng xí để chút cái mình dặn nước mắm á, mình bỏ đường trước cho nó ngọt ngọt đi, rồi cái đầu mình dặn nước mắm này cho vừa ăn nó vừa ăn nó không đắng luôn. Ngộ vậy. Nhưng mà mình hầm nó đắng nha. Nhưng mình dùng thịt mình hầm là nó đậu nó đắng. Ngộ mà mình xào mình bỏ tí đường không bao giờ đắng. Thôi. Qua chạy nặng à. Kinh vậy luôn. Bây giờ tới đây cả nhà ăn vòng vòng chắc được rồi. Hèn ơi nó đã uống ly nước rồi. Nè, cả nhà thấy nồng nồi không? Đó, có con cá nhỏ xíu mà gọt cái chả cũng được hết á. Nó ngon nha. Ăn nó cũng còn ngon lắm nè. Cái món này là lần đầu tiên em kho á. Hồi đó giờ kho tương, kho lạc. Chứ không có vụ mà kho khóm này. Kho khóm này nó đỡ ngán này, nó có cái khóm nó ngon lắm. Rồi, video em dừng tới đây ha. Cả nhà dừng ha cả nhà. Cả nhà thấy video hay thì tặng em một đăng ký, một like, một lượt chia sẻ luôn cả nhà ha. Để ủng hộ cho em bây giờ em làm những video hay hơn nữa cả nhà. Thì để cả nhà ủng hộ thì mấy điều kiện có nghĩa là coi nghĩa là em đăng video lên, cả nhà ủng hộ, cả nhà xem rồi đăng ký rồi chia sẻ, cho nên á là kênh của em nó phát triển thôi. Còn cả nhà không đăng ký, không chia sẻ, không like á, nó đâu có phát triển đâu. Nói chung là kênh phát triển không mà nhờ khán giả ha, nhờ cả nhà hết. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha. Hẹn cả nhà mình video sau luôn cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà luôn.